cái dự án mà bức tranh tại Việt sắp tới mình sẽ chiếu trong 30 tháng 4 là một cái dự án sẽ hoàn toàn bằng AI, nhưng nó khác ở một chỗ với lại cái phim đầu tiên của mình bằng AI á, là cái phim kia là thuần ở trên một cái nền tảng, còn cái này mình phải sử dụng rất nhiều nền tảng AI kết hợp lại mới có thể làm được cái bức tranh tại Việt này. Thì cái mục đích mình làm bức tranh tại Việt này, thứ nhất là vì cái lòng yêu nước, cái sự tự hào về cái dân tộc của mình. Và mình muốn có sự tri ân với những người nhiếp ảnh gia mà họ đi khắp nơi trên đất nước để họ chụp về những cái phong cảnh và những cái gì đó trù phú của đất nước mình. Mình có cái sự hợp tác với các nhiếp ảnh gia qua cái sự xin phép của mình sử dụng hình ảnh để mình có thể generate ra từ những cái tác phẩm của nhiếp ảnh gia để thành những cái thước phim chuyển động, nó sống động hơn, nó ở một cái màu sắc khác. Cái dự án này là một cái dự án hoàn toàn phi lợi nhuận. Mong muốn rằng là khi cái bộ phim này chiếu ra, nó cũng là một cái sự tri ân với những người nhiếp ảnh gia. Họ xem lại những đứa con tinh thần của họ với một cái chiều hướng khác, ở trong một cái phong cách khác. Yêu thích cái tính mà linh động của cái điện thoại, nó rất là khả thi ở trong những cái điều kiện mà khác nhau. Với mình thì thật sự rất cần thiết cái AI này ở trong cái tương lai gần, vì cái điều kiện sức khỏe mình bị Parkinson, và đây là một cái chứng bệnh bẩm sinh mà nó xảy ra rất hiếm hoi ở người trẻ, và mình đang ở cái giai đoạn là thời kỳ thứ ba, có nghĩa là cái thời kỳ mà cái sự mà kiểm soát tay chân và cái trí nhớ của mình nó không như một người bình thường. Thì nếu như mà không có cái AI hỗ trợ mình trong tương lai gần, thì rõ ràng cái việc mà mình không còn điều khiển tốt tay chân của mình nữa, nó sẽ làm ảnh hưởng rất là nhiều trong cái level của mình. Thì như vậy thì khi cái sự xuất hiện của AI như vậy, nó giống như một cái vị cứu tinh đối với cá nhân mình thôi, vì AI có thể sử dụng lệnh và mình có thể thế cho tay chân của mình. Đầu tiên thì mình khẳng định là AI hay là bất kỳ cái phương tiện công nghệ nào cũng không thay thế được con người. Đối với mình á, ai cũng nên cập nhật công nghệ để mình sẽ không bị bỏ lại đằng sau. Nhưng mà nếu mà mình lạm dụng vào AI quá, đôi khi mình sẽ biến thành một cái người lười biếng, một cái người mà không có chịu động não và sáng tạo. Mở hoàn toàn.